em coi phim ma nhiều lúc em cười với em không có em cười với em không có sợ nữa. Ma chắc sợ em. Mời bạn nam. Mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em xin chào anh Quyền Linh ạ, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ. Em tên Đặng Văn Thành, năm nay 24 tuổi ạ. Là em đang làm sửa máy tính ạ. Dạ em sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh, chào anh bên mạng bên kia, với lại là chào mọi người trong phim quay ạ. Em tên là Tuyên Quỳnh, em đến từ Quảng Ngãi. Em hôm nay là 23 tuổi và nghề hiện tại là kế toán ạ. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là chắc em giỏi về văn nghệ thôi ạ. Ca múa nhảy thôi. Em rất là quan tâm tới người khác. Khuyết điểm là em cực kỳ hậu đậu. Em đi đâu đủ đó. Em hay quên lắm. Thường là em không có chú tâm tới cái gì á là em sẽ không nhớ được. Với lại là tối ngủ á, em hay rất thích ôm. Ôm ai? Giờ em ôm gấu. Em có bao quá chị. Ngủ với bạn bè thì em hay ôm người đó. Nói chung là phải có người để ôm, phải có cái để ôm. Dạ đúng rồi, phải có cái để ôm. Hôm nay em sẽ có cái để ôm. Dạ em cũng như vậy. Ưu điểm và khuyết điểm mình thế nào? Ưu điểm của em thì trước đám đông thì hơi nhút nhát một xíu nhưng mà vui vẻ hòa đồng. Ai bắt chuyện em thì em nói thôi chứ bình thường em cũng không chủ động bắt chuyện người khác. Đó là khuyết điểm ha. Em cũng nói chung là em thích quan tâm người khác. Hình như nhát quá hả? Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ một nữa. Yêu nhau mấy năm Thành? Dạ em yêu có mấy tháng rồi. Rồi sao chia tay? Rồi thì bạn ấy ở ngoài Bắc á. Dạ rồi em vào trong thành phố này làm. Chia tay. Từ Hưng Yên vào đây thì chắc cũng chưa có sâu đậm gì lắm đâu. Có hôn chưa? Hôn má chị ơi. Vậy biết có biết hôn môi không? Dạ đúng rồi chưa. Chưa hả? Đó giờ chưa hôn ai hả em? Dạ chưa. Có coi phim thấy người ta hôn chưa? Dạ thấy nhiều rồi ạ. Rồi lúc đó trong người cảm thấy như thế nào? Bình thường. Căng quá ta. Anh ơi, em muốn hỏi là anh thấy người nam hôn với nữ anh cũng không có cảm giác gì hả anh? Thì anh thấy bình thường thôi. Em sợ bị giới tính. Bạn ấy bình thường luôn kìa. Nào thử đi biết thế đâu bây giờ chứ biết. Bạn nữ em có mấy mối tình rồi? Dạ em hai mối một người. Trước á em quen bạn thì hồi lúc là em mới học năm 2 của cao đẳng thôi. Sau đó thì quen được 5 tháng thì tụi em chia tay. Em cũng không biết lý do tại sao bạn chia tay cả. Bạn chỉ nói là muốn chia tay không. Thì em nhắn tin lại em kêu là không. Nhưng mà kêu chia tay đi. Thì em chia tay. Nhưng mà sau đó là 2 năm thì tụi em có quay lại. Cái tính của bạn ấy có một tính rất là kỳ. Là khi mà bạn ấy gặp chuyện á là bạn ấy sẽ không có cho bất kỳ ai biết á là mình có chuyện cả. Với lại là muốn khép mình lại và ôm cái chuyện đó một mình vậy á. Em cảm thấy giống hệt như mình là người thừa vậy á. Nếu mà người ta không coi trọng mình, không chia sẻ với mình thì mình không có là gì của người ta hết. Nên là em chia tay luôn. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em muốn là cao 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m68 ạ. Ngoại hình á thì em hay em vẫn còn con nít lắm nên em thích người Hàn Quốc. Nhìn vô là mình cảm thấy là họ dễ thương, họ dễ mến. Nói chung là vui vẻ hòa đồng. Thấy anh bên kia nãy giờ có vui vẻ hòa đồng không? Anh ít nói quá. Em hơi nhát á, để hồi gặp em coi em có còn nhát nữa không? Bạn trai sao em? Dạ em muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Mẫu người bạn gái của em thì cao từ 1m53 đến 1m62. Người nhỏ nhắn, không béo quá. Và bạn có béo không? Không. Tính tình thì cũng vui vẻ hòa đồng và hài hước một xíu. Trẻ con một xíu cũng được. Hiểu em cũng được. Rồi hiểu em nữa. Hiểu em phải nói người ta mới hiểu chứ không nói sao người ta hiểu. Là có hai người nói riêng. Mẫu người lý tưởng sao để mà... Dạ có, giống bạn Kim Tử Hương trong đó. Giờ em nói đại mắt sao, mũi sao, miệng sao đi chứ chị cũng không biết hôn gì luôn á. Mắt một mí hay hai mí? Dạ một mí thôi. Mắt một mí, mũi cao hay thấp? Mũi người đó rất là cao. Miệng? À miệng nhỏ. Nói chứ bên này dễ thương lắm á nha. Trời ơi. Hôn hôn. Cái này cầm không nhọn mà mỏ hơi nhọn. Hot boy nha. À, đừng có giỡn nha. Mắt một mí, mũi cao. Mắt là đẹp mà. Này hai mí rồi. Có duyên. Rồi đeo nhẫn ngón út rồi nữa ha. Ghê quá ha, màu đen quá ha. Nhát quá vậy em. Hơi run xíu ạ. Giờ lát đi bạn nữ cho hung, dám hung không? Chắc không, chắc không. À. Nếu mà bấm nút hẹn hò là hung á. Anh ơi, anh hung hung em mà em hung anh. Đó, thấy chưa?
Công việc em cụ thể là em làm gì mà em rụt rè ít nói quá vậy? Em sửa chữa máy tính. Rồi cả ngày ngồi là nhìn cái máy thôi chứ không có nói chuyện phải không? Dạ. Ủa vậy tắt dạ luôn á hả? Thích có va chạm đó. À. Dễ thương, hiền lành. Thích gái không? Có. Có khi nào nhìn bạn trai nào mà thấy thích không? Chưa. Ôi đáng lẽ có một người trên mép vậy là nói nhiều lắm nè, mà sao ít nói vậy ta? Chị thường làm em rung quá. Thôi đừng có hỏi nữa. Hỏi hỏi nó rung quá hết nói luôn á. Mình mạnh dạn lên ha. Hát hò nhảy múa rồi tỏ tình này kia. Ôi chào em gái. Nói chung là luật bù trừ đơn giản lắm. Nếu mà bạn trai hồi hộp căng thẳng thì bạn gái phải mạnh mẽ lên. Ngược lại ha. Dạ. Anh này cũng dễ thương lắm. Cũng giống giống Biren lắm á. Nhưng mà em không thích gì ở đàn ông? Nói chung là không hút thuốc. Hút thuốc có hút thuốc không em trai Thành? Dạ, em mới bỏ được tháng ạ. Bỏ một tháng rồi? Dạ. Bỏ được là được. Ừ. Nếu mà đã yêu em rồi á là phải chia sẻ những cái cảm nhận, nói chung là những cái khó khăn của người đó. Anh này phải gì phải hỏi anh mới nói, không hỏi ngồi im luôn. Nhưng mà tính này dễ thương lắm, tính thế tốt, quản lý được. Được nha. Hôm nay mình đi với ai nè, có người thân đi theo dạ, không? Dạ em có đi với hai bạn thân của em. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai, chào quý khán giả. Thì tính Tuyên Quỳnh em hiểu, bạn vui vẻ hòa đồng lắm, tính còn trẻ con. Nhưng mà được cái là bạn rất là nhiệt tình mà khùng hết mình luôn chị. Còn anh này thì em thấy ngoại hình là dễ thương rồi đó, nói chuyện hiền lắm luôn. Nhưng mà cái kinh nghiệm tình trường anh chưa có thì không biết là anh sắp xếp đi chơi rồi nói chuyện bạn em như thế nào ạ? Dạ thì em đi làm thì hành giờ chính rồi, ngày 8 tiếng rồi. Còn tối là trong tuần là rảnh hết ạ. Nghĩa là thứ bảy chủ nhật anh vẫn rảnh đúng không? Dạ không, chủ nhật thứ bảy thì đi làm, vẫn đi làm, còn chủ nhật thì nghỉ. Còn tối thì rảnh từ tầm 6 giờ. Em biết là anh nói quê anh Hưng Yên đó, thì sau kế hoạch anh bao nhiêu năm nữa anh cưới, rồi anh cưới thì anh ở thành phố hay là anh về Hưng Yên hay sao ạ? Dạ em lập nghiệp trong đây luôn. Dạ rồi, thì nếu mà em thấy khi mà kéo rèm lên á, hai bạn nói chuyện với nhau mà cảm thấy sự rung động thì mong hai bạn bấm nút cho nhau cơ hội. Ngoan quá, dạ không hà. Thành đi với ai vậy? Dạ, em đi với em họ. Dạ, cháu xin chào chú Nguyễn Ninh và cô Cát Tường ạ. Cháu là em họ của anh Thành, thì anh em chơi với nhau rất là thân nhưng mà thân ai đấy no ạ. Hôm nay anh đăng ký đi thì cháu cũng đi cùng cổ vũ cho anh ấy. Thì cháu xin nhận xét anh thế này, thì bình thường ở nhà chơi với nhau thì anh ấy nói rất là nhiều, nhưng mà hôm nay lên ấy không, cháu thấy cũng thấy rất là lạ, sao anh ấy nói ít. Bình thường ở nhà cũng hay khùng lắm ạ, đang ngủ hay gì anh cũng bật dậy nói chuyện một mình không. Thế cháu có chuyện một mình luôn hả em? À, tự khen mình đẹp trai thì nói chuyện ấy. Cháu không mà anh được cái rất là vui vẻ và hòa đồng. Thì cháu thấy chị bên này cũng rất là dễ thương, hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội ạ. Rồi Thành chị em bật dậy nói chuyện thoải mái với Thành nha. Bây giờ em có chuẩn bị bài hát nào chưa? Dạ cũng có rồi. Có nha. Mở màn lên làm cái này nha. Mở màn lên em hát cho nó lấy không khí lên để em thoải mái lên nha Thành nha. Rồi kéo màn lên. Bắt đầu. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em nắm ngất ngây, cháu dâng trong màn đêm đam mê đẹp xinh. Mình yêu nhau đi và yêu nhau mãi nhé em. Thấy chưa, thấy em gái chủ động chưa? Anh hát tặng em cũng hát tặng anh, nhưng mà cái bài em hát nó vui hơn của anh nhiều. Bài nó vui lắm, tại nó hát buồn đó chứ. Ông và anh yêu nhau thời chưa có tivi. Đứng lên biểu diễn luôn em. Ông và anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt hôm nhất màu xanh. Ông thường đưa bà anh đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba gác chiếc xe đạp chọc sơn. Ông tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm. Cảm ơn anh. Em cũng quà tặng anh ngồi xuống đi, anh nhắm mắt lại. Nhắm đi. Nhắm đi. Trời ơi, ông sợ người ta làm gì ông sao nhắm anh, mắt không em nhắm không có trời. Làm gì đâu, anh hề luôn, em không có làm gì anh, em nhắm mắt đi. Nhắm nha. À. Ấy. Sao không mắt rồi. À đi. Anh giống vị nhà làm không? Anh không biết.
giống ở ngoài tiệm không? Đúng. Em mua mà. Tại em biết em thích cái gì nhưng mà em thích ăn bánh kem lắm nên em tặng anh bánh kem. Anh cũng thích ăn bánh kem. Màn chào hỏi khá ấn tượng. Anh, em hỏi anh tí, nãy em anh nói là anh ở nhà. Anh vui, anh hoạt bát lắm, sao lên đây anh trầm dữ vậy? Tại lên đây anh chưa quen. Em thấy cô gái phía trước thế nào em? Dễ thương, rất là tự tin. Dạ em không có gì ngoài tự tin nhé. Tuy là em không có sự xinh lắm nhưng mà cái chính là phải tự tin. Tự tin thế là được. Nếu mà như lời của em trai anh á, thì em với anh về trong một nhà chắc nhà vui lắm luôn á. Anh nghĩ vậy. Em hay gặp người lạ thì em sẽ không có nói nhiều được. Người ta chủ động với em thì em sẽ nói chuyện vui vẻ, nhưng mà kiểu như từ người ta im thì em sẽ im luôn. Anh cũng vậy. Nên là từ hồi nãy giờ là em ráng em chủ động rất là nhiều để anh nói chuyện với em. Ít nhất là anh phải giao lưu với em, anh nói chuyện với anh, hỏi em nhiều cái thì em sẽ trả lời. Hỏi đi em, hỏi đi. Em đã về Hưng Yên chưa? Chưa, em chưa. Em chỉ tới Thái Bình thôi, tại vì ba em ở hồi lúc trước là ba em ở Thái Bình, em có gì Thái Bình thôi. Thái Bình và Hưng Yên gần nhau, cách một con sông. Nó lớn lên. Mạnh lên nha, mạnh lên. Anh làm em có cảm giác anh thích con trai đó. Không thành. Hỏi đi. Hả? Em hỏi đi. Hỏi đi, thường ngày em làm gì? Em thích đi chơi, thích coi phim, thích gì đó? À, đúng rồi, em có thích coi phim không? Em rất là thích phim. Anh thích phim gì vậy? Anh chỉ xem phim với nhau. Em là một là hành động, hai là phim ma em coi. Phim tình cảm mà coi rung rột, con mạp không có nghe hay. Phim tình cảm là phải hai người ngồi ở tại nhà coi mới hay. Anh chỉ thích xem coi phim ma của mình. Mai mốt anh coi với em. Em thiệt tình là em coi phim ma nhiều lúc em cười với em không có. Em cười với em không có sợ nữa. Ma chắc sợ em. Lần đầu tiên hẹn hò đi, anh sẽ dẫn em đi đâu? Em thích đi đâu? Em thích đi đâu là anh đi đó. Thiệt luôn hả? Thật quá. Nhưng mà đừng xa quá. Bây giờ bạn nam đứng mạnh dạn đứng lên coi. Tiến tới bạn gái đứng đi nói một câu một. Chốt lại một câu một thôi chứ mình nói cũng đòi tới sáng không ra được cái vấn đề vậy. Mạnh dạn lên, gồng lên. Rồi, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Tim em nó rớt ra ngoài. Nhìn bạn gái, nhìn tôi chi, nhìn cổ á. Thôi mình bấm hay về nói chuyện sau em. Có bấm gì em, bấm gì có gì đâu bấm. Em đứng lên nói chuyện đi cho thử coi sao, đứng lên. Đó, em chủ động hết đi. Này á, là em mang 7 phân rồi em mới được cao như vậy thôi. Chứ bình thường là em có 1m4 trước. Tính ra thì tình trường của em là nhiều hơn của anh. Ít nhất em cũng quen được người lâu lâu. Nên là có gì nếu mà quen nhau là em hướng dẫn anh cho. Không sắp xỉu hay gì vậy, đứa không cứ quẹo 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 vậy. Cái đấy thì mình thử mình biết chứ bây giờ em nói thì sau này bảo là không, em không anh được. Phải có quan điểm rõ ràng. Anh yêu người ta à, thì anh quan tâm chăm sóc người ta như thế nào? Quan tâm thế nào cả? Thì em muốn quan tâm thế nào? Anh là con trai anh phải chủ động. Bây giờ nắm tay luôn. Tức quá này, nắm vô. Nắm hai tay luôn Thành. Này, em thấy cô gái này sao? Dễ thương. Dễ thương. Em thấy trái tim có rung động không? Người em run rồi chứ. Tim không có rung hả? Tim mình vẫn đập. Nói gì với cổ? Nếu mình hẹn hò thì anh sẽ hứa sẽ quan tâm em. Anh nói là anh quan tâm như thế nào? Giữa đêm em mà kem đói anh có mua đồ ăn không? Chắc là có đó. Ủa. Rồi hết thời gian. Về vị trí. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi mời em. Nắm tay đi. Mạnh mẽ lên. Em hung lại coi sao, cảm giác sao?